cũng là một thông tin môi trường đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Trước lo ngại nhà máy giấy Liên Men đặt tại tỉnh Hậu Giang có nguy cơ bức tử sông Hậu khi đưa vào hoạt động, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ tiến hành thanh tra, xem xét và đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty này từ ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, những vấn đề mà dư luận lo ngại nhà máy giấy có thể có nguy cơ bức tử sông Hậu khi đưa vào hoạt động là rất đáng quan tâm. Vì vậy, Bộ trưởng đã giao cho Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra dự án này, tập trung vào 3 nội dung chính: kiểm tra quy trình phê duyệt, nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả thải, công nghệ sản xuất và xử lý nước thải. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của công ty trong thực hiện quy định đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả thải, áp dụng quy chuẩn môi trường, việc thiết kế, thẩm định, xây dựng, kế hoạch vận hành thử nghiệm. Kiểm tra phương án, công trình ứng phó sự cố môi trường, hệ thống giám sát tự động, trực tuyến kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường địa phương. Đảm bảo nước thải trước khi ra môi trường được kiểm soát đầy đủ, thông số theo quy định. Nếu phát hiện các vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Đồng thời, đoàn kiểm tra phải đề xuất cho phép hay chưa cho phép nhà máy đi vào giai đoạn vận hành thử nghiệm.